Hi, xin chào các bác, chào được mọi người các bác nhá. Đây này, em hôm nay lại view cho các bác ba con siêu phẩm, à hai con thôi, vì con này thì em đã bán rồi. Con này có bác khách thì bác ấy đang rất là thích, thì cứ để xem là bác ấy nếu mà không lấy thì tính sau. Đấy, các bác nhá. Đấy, quên một chị hạ mang ít hoa quả, mang ít ăn. Đây con nhá, đây này, nói chung là hai con rất là đẹp, toàn là hàng nguyên zin các bạn. Nguyên zin các bác, tức là hàng không sơn xịt gì đấy. Cút các bác nhá. Đấy, đây này, con máy viền tiên, con này con viền tiên đời 24, máy 12.000 các bạn, 12.000. con này con 40, máy 16, đời 25. Thì có bác khách thì không biết bác có lấy không, chưa biết được. Bác không lấy thì em tính sau các bác nhá. Thì hôm nay view cho các bác. Đây này, con đầu tiên các bác nhá. Con có mã là XS257C, hàng zin bản nha các bác. Hàng zin bản 100% đây. Eo lila các kiểu đây. XS257C đời 27 đây. 815W, độ tin điện của nó 7.0. Tổng khối lượng trong nhà nặng 15 cân, có mã chất QR. Chống tem giả, hàng nguyên zin nhá. Không sơn xiếc gì đây các bác. Đây, không sơn xiếc thì khá là đẹp luôn. Khiển nó đây các bạn. Đây, tổng quan một con máy thì cho tất cả cho các xem này. Đấy, nhìn như mới luôn. 2017 các bạn nhá. 2017 XS. Đây này. XS257C. Con này chạy được phòng 15 mét vuông đổ về đây. Điện áp 100V 7.8 nặng ga R32. Tổng khối lượng nặng 36 cân, chạy cả R32 có máy check QR. Các bạn nhá. Dàn xanh ngắt luôn. Đấy, dàn xanh ngắt. Đây các bác nhá. Con này zin bản 100%, tức là hàng không sơn xịt gì đấy. Em để zin thôi, để mộc các bác ạ. Máy 10.000, sử dụng 15 m², chạy ok luôn các bác nhá. Đấy, dụng ok các bác nhá. Đây, bác thấy có đẹp không? Máy 10.000 nhá, hàng nguyên zin. Các bác về cứ để nắp thôi các bác nhá. Đấy, thì con này em báo giá công khai cho bác là giá là 8 triệu 6 đi. 8 triệu 6, bao máy chạy 1 tháng này, tiết điện chạy ok này, bao điều khiển này, giá treo này, cục đổi nguồn này, tặng cho các bác 3 mét dây này các bác nhá. Đấy, máy 10.000, 2017 có mã XS257C, dàn nóng xanh, với giá là 8 triệu 6 thì bao đủ đồ đấy, điều khiển giá treo, cục đổi nguồn các bác nhá. Bao điều khiển này, giá treo này, cục đổi nguồn này, bao tặng cho bác 3 mét dây điện này các bác nhá. Đấy, rồi, khá là đẹp, nhìn như cái phi thuyền, nhìn như phi cơ mặt đất, sàn nóng xanh biếc luôn, đồng vàng chóe. Đây các bác ơi, đồng vàng chóe nhá, đồng vàng chóe nhá. Ôi, sàn nóng ơi. Úi giời, 8 triệu 6 đủ đô, điều khiển giá treo, cục đổi nguồn, tặng thêm 3 mét dây các bác nhá. Ok chưa? Tặng 3 mét dây. Đấy, giá khá là yêu thương các bác nhá. Đây, đấy, điều khiển đây, điều khiển zin bản, mặt tại không sơn. Đấy, cho các bác xem nhá. Ok, giá công khai. Tiếp, một con máy 12.000, hàng viền đen, một con viền đen, một con tên nữa các bác nhá. Đấy, cũng hàng nguyên zin. Đặc biệt con này sản xuất 2014. Điều khiển đây, điều khiển 2014 rất đặc trưng. Các bác mua máy mà các bác nào có điều khiển zin mà các bác nhìn con điều khiển 2014 mà không phải như này thì không phải là zin bản các bác nhá. Hàng zin bản 24 là điều khiển như thế này. Các bác thấy chưa? Chung là khác với tất cả các mẫu điều khiển của các đời 24, nó có cái viền đen ở trên này. Đấy, rất là hiện đại nhá. Nhìn có tin nhắn, wifi các kiểu. Con này đây, Eco Lalo, mặt hiển thị đây. Nói chung con này đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. 284 CXR. Đây, 284 CXR. Đấy, 2014, độ tiếp điện của 7.1, con này hít hơi điện không, có mã check QR.
tổng khối lượng nặng 14 cân. Đây, thông số kỹ thuật thì nó chi tiết ở trong cái tem này. Chạy 1,03 kW các bạn. Con này chạy 17-18 m², chạy 10 thoải mái. Thoải mái luôn. 2014. Chạy ga R32. 284 cc, điện áp 100V, 1,08 kg R32, tổng khối lượng nặng 33 cân. Chạy ga R32 cũng hết trích quyền đầu luôn. Thôi nhá. Dàn con này là dàn trắng. Đấy. Thôi nhá. Các bạn nhìn kỹ. Đó, con 24 chạy ga R32, con này cũng hàng zin bản, không sơn xịt gì. Các bác nhá. Máy 12 sử dụng phòng 17-18 m², vì con này chạy rất là gấu, chạy ga R32 này. Rất là gấu luôn các bạn. Rất là gấu luôn các bác nhá. Đấy. Máy 12.000. Đời 24 chạy ga R32. Đấy, 24 cao nhất của viền đen, đời chuẩn của viền đen. Cái form dáng này. Form dáng đời 24 đây các bác nhá. Các bác để ý này, cái form dáng đời 24 nó khác luôn cái form dáng đời 21, 22, 23. Rất là cao. Nhìn rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bác ạ. Hàng thì lại không sơn xịt gì. Để mộc cho các bác. Các bác nhá. Với giá là 9 triệu thì 9 triệu thì con này bao gồm điều khiển giá treo, điều khiển zin, giá treo zin, cục đồi nguồn. Đấy, 9 triệu điều khiển giá treo cục đồi nguồn, tặng 3 mét dây các bác nhá. Tặng 3 mét dây điện. Tất cả hôm nay em bán đều tặng dây điện cho các bác, 3 mét dây. Các bác nhá. Đời 24 chạy ga R32. Đấy. Con này có bác Cao Thắng thì bác đang thích thì cứ để bác xem đã. Em view xong. Con này máy 16.000, đời 25. Khá là đẹp. Con này dàn xanh. Dàn xanh. Đấy. Đấy nhá. Thì hôm nay em view tạm thời cho bác hai con thôi. Hai con cho bác xem. Tên nửa. Đây, tên nửa đây. Tên nửa rất là cao to. Cao to hơn so với viền đen. Đây, viền đen đây. Thì cũng như bác thích viền đen, bác thích tên nửa thì bác cần cái mẫu nào inbox cho em. Thì em này chỉ còn hai mẫu này thôi. Thì em view cho tất cả các bác có nhá. Thì các bác cần cái mẫu nào inbox cho em. Theo số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Đấy. Các bác hợp với túi tiền hoặc hợp như nào inbox cho em các bác nhá. Đây, hôm nay chỉ có hai mẫu này thôi thì view cho tất cả các bác xem. Thôi nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác ngày sớm thật vui vẻ các bác nhá. Đấy. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác vui vẻ các bác nhé. Cảm ơn các bác.